Hai mến chào quý anh em bà con cô bác ha. Chào mừng bà con cô bác đến kênh YouTube của Xuân Tiện Cánh Thiên. Thì hôm nay em sẽ quay cho bà con cô bác con máy dân 3T63 13 ngựa tua 3050 tem đỏ nha bà con. Trời không gậy lu bu công chuyện nhiệm việc đó, em muốn quay cho bà con cô bác coi cái máy nào hết trơn á. Bây giờ quay cho bà con cô bác coi máy dân 3T63. Con này tình trạng đẹp xuất sắc, lan gan gây xà ban luôn nha bà con. Đây chú góc bà con cô bác coi là nó còn vàng rực luôn nha, vàng cháy luôn, rất là đẹp nha bà con, đẹp can xà ban. Cái này là do vận chuyển về bị chạy chốc nha bà con, chứ phần trước này hình như là nó không chạy chốc một xíu nào luôn á, không chạy chút xíu mà nghe bà con. Chạy là chạy nhẹ, chạy nặng thôi, chứ còn cái sơ xước này là do em cẩu ra nãy cẩu ra. Đẹp can xà ban luôn. Chút ốc, người, bánh đà, bánh điếc này nè. Quá xuất sắc. Rồi xuất sắc nha bà con. Con này 3T63 13 ngựa tua 3050. Đời này có bơm thủy lực luôn, can xà ban. Bà con nào cần xài alo em nha, 0918782120 nha bà con. Con này thật sự là nói đẹp lắm luôn nha bà con. Đời bu trắng này nó máy tốt lắm. Bà con nên kiếm dụng loại bu trắng đó, nó ngon hơn bu đen nha. Ken lắm. Coi cho bà con cô bác coi dần chút lúc lát nữa nha. Rất là đẹp nha bà con. Tê cả người luôn. Lúc này tình trạng lúc này thì kiếm mấy cái hàng gì đẹp rất là khó nha bà con. Cái này hàng này hàng cụ là em mới giờ mới tung ra ngoài á, chứ mấy hàng này là hàng em để dành lại á. Từng con bác nó là chưa có dấu vơ sơn gì hết trơn nha, cực kỳ đẹp luôn. Tua 3050. Bà con có bác nào cần xài alo em nha. Em còn rất là nhiều máy. Bà con nào cần xài alo hú em tiếng alo. Rồi, cảm ơn bà con.